Mặc dù các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực, thế nhưng số lượng lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Long An vẫn còn khá cao và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận trên 14.200 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có hơn 10.600 hồ sơ được xét duyệt. Mức hưởng bình quân là 3,4 triệu đồng và số tháng hưởng trung bình là 6. Ước tính số tiền chi trợ cấp hơn 251 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến số lượng hồ sơ tăng là do doanh nghiệp tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu, hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước thời hạn, người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải, hợp đồng làm việc trái pháp luật. Bên cạnh việc hỗ trợ người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm cũng đẩy mạnh thu thập thông tin về thị trường lao động, cập nhật tình hình biến động lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp